Dạ rồi, tiếp tục giá bò chiều anh chị nha. Giá bò chiều thì nó ngay bữa nay em cũng có về được bốn con đó anh chị, bốn con đầu anh chị, với là còn ở sau còn là ba con, nói chung là một cỡ nhau anh chị nha. Con cỡ có cặp đầu thì nó nghe thì báo giá chung nha, còn những con sau có gì có lẻ có bộ ba vậy nha anh chị, nói chung có cặp cũng có luôn nha, thì để em báo giá cho mình là chi tiết nha. Đó, có con nhỏ anh chị, có con nhỏ thì để mình lại thứ, nói chung mà sẵn về em quay cho mình luôn nha. Có con nhỏ nó tầm cũng cỡ 1.5 m anh chị, chị có muốn bắt ráp nha. Đó, thì để em quay trước cặp một con đen bú tiêu luôn anh chị nha. Con đen bú tiêu này nói chung với dàn độ rất là lực anh chị. Đó, thì mang bên cô chú gần xa ủng hộ hết, còn có 2 con anh chị, mà lên 8 con, bán 6 con. Cặp này cũng mới vừa về luôn cô chú anh chị. Đó, 2 con này thì lực thì khỏi nói anh chị nha. Đó, con này nè anh chị, con đen này thiếu đủ, con đen này 1m1 cứng nha. Đó, còn cái con muối tiêu á, con muối tiêu kia là nó ngoài 1m1 anh chị nha. Đó, con muối tiêu này ngoài 1m1 anh chị, nó tầm 1m12-13 bò anh chị nha. Đó, nó độ 3m, không phải độ hết biết anh chị nha. Đó, tầm bò này cũng trên 7 tháng tuổi anh chị. Nên trên 7 tháng á. Ở cái lưng đôi này. Rất là đậu biên nha cô chú anh chị. Rồi. Cái mẫu nó kìa, khỏi nói không. Đó, em ngồi xuống quay cho mình dễ hình dung bò anh chị nha. Đó, giái đủ 2 hò anh chị nha. Tướng con này rất là đẹp anh chị. Rồi em nhắc lại nha, chiều cao con này là nó một ngoài 1m1 anh chị nha. Nó 1m12-13 bò ha. Đó. Thì nói chung bữa nay về nó cũng lạng chạng không chị, cũng không có điều bò luôn ha. Đó, thì cô chú anh chị mình thấy ưng ý liên hệ với em ha, buổi chiều ngày hôm nay anh chị. Đó, ngày 8 tháng 7 nha. Đó, một con đen muối tiêu như là một con đen quyền anh chị nha. Nói chung là mỗi con này, 2 con này đều độ biên lực dữ lắm anh chị ha. Đó, bò này chủ cũng vẫn còn đeo mẹ anh chị nha. Theo mẹ nó hay là lả la chị, có bờ dai con này thấy không? Bờ dai con này rất là lực, có con nhỏ rồi anh chị, con nhỏ 1.5 m anh chị. Tưởng quá rồi, cái tưởng con này anh chị nha. Đó, cô chú anh thích cái mẫu pin này thì mình bắt anh chị, tưởng rất là đẹp anh chị nha. Rồi, cặp này có giá bán qua luôn nha anh chị, giá 39 triệu ha. 39 anh chị, 39 là giá bán anh chị nha, đó là giá cũng giá sát luôn anh chị nha. Cũng kèm theo phí ấy, không chú anh chị, thì cái mẫu này rất là biên luôn nè. Đó, vàng đít, vàng dai rồi đi, cái vàng bản cổ con này rất là lớn luôn. Xương thì nó ngay không phải là dạng bự luôn, cũng xương khá anh chị, được cấp mình rất là độ nha. Chiều cao nhắc lại em đo con này là ngay sái là một cứng 1m1 anh chị nha, cứng 1m1 nha. Đó, còn con bông mũi tiêu là 1m1 có dư ha, con này ngoài 1m1 anh chị nha. Hai này mẫu nha, đẹp nha anh chị nha. Bò này cũng rất là nở luôn cô chú anh chị, rất là nở luôn ha. Đó, 39 triệu cặp bò này ha, 39 triệu nha. Là đó, kèm theo phí nha cô chú anh chị. Đó, cặp bò này giá 39 triệu kèm theo phí nha. Cái phí em 50k quay đầu nha cô chú anh chị, báo cho sát cho mình luôn nha. Đó, chúng ta cho anh chung 2 con này đủ đích đường lúc hết cô chú anh chị. Đó, con này cái bản lực, con này pin lực. Cái con này vàng đòn thì nó hư là quá. Cái con này nó cũng có bản dạo anh chị, nhìn nó chung yếm như rúng lòng thòng hơn con này anh chị ha. 2 con đều cái chiều cái đầu anh chị, 2 con đòn dốc như nhau anh chị. Ôi, con này lực hết biết. Đó, cái giá 39 triệu anh chị nha, chị coi mình chốt ha. Đó, con lẻ nhỏ
anh chị, 1m5 đây. Cái con này nó cũng con này là dòng F2 anh chị nha, F2 nhân mẹ siêu cọp đẻ ra anh chị. Con này thì nó không có sừng rồi đó. Tại nãy đi bắt lẻ của mình nó anh chị này. Cái bờ dây rất là hở anh chị nha. Nó con lẻ 1m5 bò nha. Chúng tá xương hốc rất là lớn cô chú anh chị đó. Nó cô chú anh chị mình coi con lẻ mình có bắt ha. Mình bắt theo những con nào bắt nha. Ví dụ như mình bắt theo những con cặp nào, con bò này em bán giá chốt cho mình 16 triệu nha. 1m5 anh chị. Đó, đồ đẹp đó anh chị nha. Đó. Tại đi nãy đi giao bò gặp bắt được con anh chị. Đó. Cũng như mình bắt theo nha, bắt đi theo con nào em chia cho 16 triệu nha. Vàng xương sóc rất là lớn anh chị, đoạn dài lắm anh chị nha. Con này. Con này không có sừng anh chị. Con này không có sừng ha. Chúng ta đồ rất là khéo luôn cô chú. Con bự nó cứ lắng lắng của anh ta. Đi ra. Đó. Con này nói chung vàng cổ rô luôn anh chị nha. Cổ rô mà cổ nó cũng đang nhìn nó nù bò lắm anh chị. Đó. Xương sóc nè. Tại nay về bò hơi tối nó sẵn bay luôn anh chị nha. Để sáng mai mà thầy có mấy anh chú bò về quay liền cho ông coi, cho nên là sẵn em quay luôn chứ không giờ quay á, nhưng cũng không có, nó cũng còn sáng, nó cũng không có rõ. Nói chung là chân móng nè anh chị nha, chân móng dái đồ cũ nha anh chị. Thì nói chung dần chân móng này thì em bao đó. Thì con lẻ, cái con lẻ này thì mình có bắt lẻ anh bắt nha anh chị đó. Cho đi theo những con nào đi nha đó. 1m5 bò đủ lại nha anh chị đó. Tiếp tục hai con này nè chị. Nói chung con này cái bản cổ nhìn gần như con mà. Cái con này chắc mẹ nó một mẹ cọp hoặc là mẹ kem đẻ gì anh chị. Con này nè, cái cổ nó quá trời cổ luôn anh chị nè. Cái bản cổ rất là lớn luôn cô chú anh chị. Cái bản cổ nó khá lớn nha. Con này 1m1 cứng luôn nha cô chú anh chị. Con này 1m1 cứng nha. Thì con này nó cũng ráp đỡ con này được anh chị. Con này thì nó nghe nó hơi thiếu cái nù thôi. Thiếu cái nù anh chị nha. Cái dàn xương đồ nó nghe nó. Nói chung con này thì tả chính xác mà luôn, hơi ốm bò xíu anh chị. Đó. Thì cô chú anh chị muốn mua lẻ con này theo những cái nào lẻ luôn. Đó. Còn muốn bắt chung bán cái chung anh chị nha. Đó. Hai con này dàn đứt. Đó. Con này dàn đứt đồ da đồ anh chị thấy rất là hở luôn. Nó xương lớn lắm nha anh chị. Con này. Con này sổ giá anh chị nè, không? Nè. Con này dàn giá sổ rồi nè, không? Dễ. Con này dài cổ lắm cô chú anh chị. Con nè, không? 1m1 bò nha cô chú anh chị. 1m1 bò hả? Ó, nhìn cần cổ nó kìa. Cổ mà cổ bằng anh chị nha. Cổ bằng mà rất là lực luôn cô chú anh chị. Đó 1m1 bò ha. Đó, mình có mua lẻ con này thì em bán em giúp cho mình con lẻ con này ha. Đó. Nói chung nó lực bò lắm nha anh chị con này nè. Đó. Nhìn nó đồng thanh đồng thủ, nó có dạo luôn anh chị ha. Đó. Thì con này cái bản dạo cũng giống, nhưng mà con này nó hơi thiếu cái nói chung so về cái mập ốm anh chị. Cái mập ốm thì con này 8 con kia 10 anh chị. Đó. Cái bản cổ con này cũng bản cổ lớn anh chị nha. Cái bản cổ lớn cấp mình cũng thùng dạo dạo vậy anh chị. Đó. Hai con nói chung nó cũng na ná nha anh chị. Thua cái mập ốm thôi nha. Đó. Thì mình cũng bắt chung hai con này thì báo cái chung cho mình nha anh chị ha. Cũng bắt chung báo chung nha. Cặp này có giá là 33 triệu ha. 33 triệu anh chị. Đó, hai con ha anh chị ha. Một cặp nha. Cái con này thì thiếu đủ 1m1. À, cái con này mà em cho nó hơi ấm ấm hơn á, còn con mập mập hơn là 1m1 cứng. Đó. Thì nó thua xê xịt là cái ốm thôi nha anh chị. Nó ốm thôi nha. Con này cần cổ nó quá trời. Những xương trụ đồ lớn nha anh chị. Xương sóc móng nó cũng sò anh chị ha. Đó, mặt mài đây. Lú sừng cũng giống giống nhau nữa cô chú anh chị. Đó, con này nè. Mặt mài sừng cũng y chang với nhau à. Thua cái mập anh chị ha. Nó cũng không có thua bao nhiêu đâu nha anh chị nha. Đó. Qua từ cô chú anh chị mình thấy hai con này ưng ý không? Dàn xương đều giống như nhau cô chú anh chị. Dàn xương đều giống nhau à. Đó. Nó hơi nhìn
giá tiền nó cũng thua người ta đó anh chị. Con này nè. Con này thì mới về anh chị. Con này mới về. Đó. Cô chú anh chị nha. Rồi cuối cùng hai con này thì nói chung hai con này là nó thấp nhất anh chị, hai con này là thấp rồi nha. Hai con này chiều cao 1m07 anh chị nha, 1m07 bò ha. Hai con này đúng cán của chú anh chị nha. Đó. Cái con này đen này thì nó độ đích hơn, nó đặc bò hơn nha, nó đặc bò hơn nha, xương sóc độ lớn hơn chị, thấy không? Đó. Xương sóc đồ lớn 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 cứng bò một kia anh chị nè, đó giái đủ hai hộ anh chị nè. Tối quá để em quay lẹ cho mình dễ giờ anh chị đi. Có cái lồng của bồ câu cũng dính nè, nhìn y như đốm đốm. Dễ ăn đâu anh chị nha, hai con đều bông hết nha anh chị. Bò này thì em có tiêm cho mình đầy đủ à, kiến trùng máu với nội ngoại rồi. Còn con này có tiêm nội ngoại rồi, kiến trùng máu chưa có tiêm anh chị nha. Thì bữa nay về cũng hơi tối rồi. Bò này thì mẫu mã cứng bò của chú anh chị nha. Đem quay qua báo ra da cho nó sát sát cho mình cũng dễ anh chị nha. Rồi cặp cuối cùng anh chị có giá 32,5 triệu anh chị nha. Đó, 32,5 triệu nha anh chị, kèm theo phí nha. Đó. Đó, còn cô chú anh chị mình muốn bắt theo luôn con này cũng được anh chị nè. Đó, con này theo luôn cũng được nha. Đó. Thì cái con này á, cái con này nó giống như cái hai con này anh chị. Có con này bự nhất nha. Đó. Con cặp nãy 33 anh chị, con này thì nó hơn tiền con kia anh chị nha. Cô chú anh chị mình có mua lẻ con này thì em bán cái giá 17,5 triệu nha. Nè. Cái con dòng F2 này anh chị, con này mẹ kem đẻ ra anh chị. Đó, cái bản cổ rất là lực anh chị. Nói chung ráp đỡ thôi chứ không có xứng anh chị nha. Đó. Cổ là cổ rô mà cổ ù lên luôn chị thấy không? Đó. Cổ nó mô cao, rất là mô cao luôn, thấy không? Ừ. Xương sóc đồ lớn anh chị muốn mua lẻ con này 17,5 triệu nha. Còn bắt chung là ví dụ 33, cặp này 33 anh chị nha. Đó. Còn con này mua chung với bò đó thì em bán xô luôn con này cho con này 16 triệu anh chị. Đó. 16 triệu đi theo luôn bộ ba kia nha. Đó. Dù cái kia là 32 năm với cái này 16 là chạy là có 48,5 triệu anh chị ha. 48,5 triệu nha. Cô chú anh chị mình nghe kỹ nha. Vụ bắn bắt ba con cuối cùng là cái giá 48,5 triệu anh chị. 48,5 triệu nha, kèm theo phí anh chị. Cái phí em ba con này cũng vào bản là 50k nha. Đó. Còn mình muốn bắt con lẻ nhỏ cũng được anh chị nha. Đó mình cứ coi kỹ anh chị, coi kỹ những con bò em báo giá chiều cao kích thước mình chốt nha. Đó. Con này thì mẹ kem đẻ ra anh chị nha. Đó. Nói chung cái dòng này mẹ kem mẹ cọp nha chị, hai cái dòng này nó xong rồi. Còn mẹ cọp đẻ ra ít có sừng lắm cô chú anh chị, toàn thấy mẹ kem không à. Đó. Mẹ kem hoặc mẹ ba bê đẻ ra sừng nó dài lắm anh chị. Con này cái dàn cổ rất là lớn luôn. Con này cũng được nhưng mà nó hơi rắm bò một xíu anh chị, rắm là rắm theo cái con kia anh chị nha. Đó, đồ đích nó nè. Ba con này thì có ba con cuối cùng thì có cái con này thì dạng móng anh chị, dạng móng đít rồi rất là lực luôn. Có hai con này thì hơi rớm ốm chút xíu thôi, đít hơi ấy chút xíu thôi. Đó. Đó, thì giá bò buổi chiều của em thì có như đây anh chị nha. Nói chung còn bò cá anh chị, bò cá chắc ngày mai sáng mai anh chị nha, đến chiều quay bò cá nha. Em quay lô và đực cho mình luôn dễ nha. Đó. 7 con anh chị nha. Đó, 7 con nha, buổi chiều hôm nay 7 con nha. Con lẻ nhỏ này 1m05 anh chị ha. Nhỏ tướng tá rất là đẹp luôn cô chú anh chị ha. Cặp này thì 39 anh chị nha. Cặp VIP này 39 triệu nha.
mét mốt cứng với con kia dư mét mốt anh chị ha. Con mũi tiêu này thì quá vip rồi, đồ đích giống như chữ C anh chị, như dùng cung luôn ha. Nào liên hệ với em hết. Đừng quên cho em được thích nha anh chị, đừng thích đăng ký kênh nha ha. Rồi chào cô chú anh chị mình nha. Hẹn cô chú anh chị video ngày mai nha.